anh không biết nữa. Đẹp không mà, đẹp không các bạn? Nhà mỹ thơ của mình nè. Bữa nay giới thiệu nhà hay à, mà không ai chăm sóc hết trơn, nó cũng không có đẹp. Rồi bây giờ biết làm gì. Sáng nay cho anh Lê Minh ăn hủ tiếu sọ heo. Nhớ lên chào mọi người, các cơ người mình yêu. Hello, hello. Mọi người ăn sáng nha anh Lê Minh ha. Ăn sáng ở nhà các bạn ơi, không có đi quán. Wow. Tại vì có người vợ đảm đang á. Này hủ tiếu sọ heo. Buổi sáng vậy đủ là năng lượng nha đúng không các bạn? Mời mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực để cống hiến cho gia đình, cho xã hội, nhất là cho vợ con nha các bạn ơi. Bye bye. Hôm nay đi, chiều nay rảnh rang đi với mình yêu lên con đất mới mua. Wow, hồi này nó có vàng không yếm nha. Nữa là nó lắm câu thanh niên của Cà Mau. Tài xế chê, tài xế lấy lụa này các bạn. Thành phố Cà Mau tới ngay đây là 3 cây số. Đây là tới miếng đất của mình. Bây giờ xuống đất chậm kêu tụi nó chạy tới đây nha con. Chạy. Tức là tình hình đêm ạ. Miếng đất của mình là ở đây. Mặc dù là từ Cà Mau ra 3 cây số nhưng mà không có rẻ thì các bạn. Trời ơi. Tiền tỷ không đó. Đây là miếng đất của mình. Đem về. Lắp cái ao đó mà hồi sáng mấy người đó, mấy công trình đó, ta nói lắp đó là 750 triệu. Lắp cái ao không đó là nó bị cỡ nào.